Và chào mừng đã trở lại với kênh của Infinity Gaming. Mình tiếp tục trong Shantae. Ở tập trước thì mình đã cứu được thêm một con Athenden nữa có tên là cái gì nhỉ, Vera. Và nó đã cho mình một kỹ năng mới, đó là kỹ năng đào cát. Bây giờ với kỹ năng nó mình có thể đi đến rất là nhiều nơi trước đây mình không đi được. Cơ mà mấy nơi đó nằm ở đâu thì hên xui. Cái game này thì nó sida ở một cái là nó không có chức năng đánh dấu bản đồ. Thành ra mình không biết những chỗ nào mình không đi được do cát, chỗ nào do nước, chỗ nào do đá. Bây giờ phải đi mỏ. Phiền lắm cơ. Cầm ok. Mò dần. Xem nào. Đường ở đây. Cái chỗ ở phía trên ấy, nếu mình nhớ không nhầm thì có một đường trên cùng kia nó bị bịt bởi đá. Cái lỗ ở phía bên dưới thì nó có nước mình không đi được. Và cái chỗ ở phía bên góc bên phải, bên phải cùng ấy, thì nó có một cái thằng cha nằm ngủ ở đấy mình không đánh thức được. Thế thì thôi, mò bên dưới. Đi bên dưới này trước. Làm này. Ô, thẻ. Ow, kiếp. Mấy cái thẻ slam này mình không nhớ công dụng của nó gì. À đây, mở rồi. Yêu cho Hell Whip to convert green gem into magic. Mình vẫn chưa rõ cái đấy nó là gì. Thử bỏ cái này ra và lắp cái này vào xem nào. Ow, kiếp. Dùng bước cái này đi, rồi đánh cái này ra, lấy chút, nope, nó ra máu, nó không ra tiền. À đây, 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 trên này. Tìm đường easy quá cơ. Nugget. Lại thêm một cái vũng nước này nữa, mình không thể đi được, rất là phiền. Và mấy con này nó cũng đang... móng mốc gì để ở đây. Cái đất này bọn nó không tấn công mình, thành ra mình cũng không đỡ tấn công bọn nó. Mà thôi kệ đi. Không rơi ra tiền. Ow. Cái đường này nó cũng không đi được. Ok thì thôi, sang phía bên kia. Đam khá là yếu, hai đam một hit cơ mà, thôi kệ cũng không sao. Bây giờ mình nâng cấp lên rồi thì nó có 3 quả cầu và nó xoay nhanh hơn, tương đối nhanh. 3 đam một hit và nếu như mình canh chuẩn thì nó có thể gây 6 đam mỗi giây. Cũng khá là ổn, tương đối ổn. Xem game. Cái xe lên bức này để làm gì nhở? Đây đây đây. Rocket travel bay nhanh hơn, không cần. Nước. Tìm đường khổ lắm cơ. Xem nào. Chỗ... đây. Phía trên đi rồi. Dưới này. Thêm một thằng này nữa. À đây. Thẻ nhện. Thêm một cái thẻ nhện.
Cái thẻ nhện thì nó dùng để Zip one up quick rich rate abandon as a new. Tức là sao? Xem nào. Bỏ cái này ra này. Nope. À khoan, cái thẻ nhện này quên mất mình trang bị nó suốt trên này mà. Công dụng là khi mình ở trong dạng new, mình leo ở trên tường ấy, thì nó sẽ bò nhanh hơn. Đầu đất. Khổ. Già rồi. Lắp cái này đi. Một con rơi vàng. Không, rơi điện. Cũng một phát là chết. Ao ọc. Hình như mình vừa tấn công nó trong khi nó gồng như thế này và mình sẽ mất nó giáp chuẩn luôn. Có phải mình bắt buộc phải tấn công nó trong khi nó không gồng? Chuẩn. Khá là dễ hiểu. Save game. Mà cái khu vực này thì nó có một cái đống rêu rong rêu này. Cái đống rong rêu đó tức là nó đang ở rất là gần một cái chỗ mà ở tập trước mình đã từng đi đến. Cái chỗ tên là Mossy gì đó. Và ở ngay phía bên dưới này nó là 6 món item mà ở tập trước đã có một thằng NPC, một thằng thực tập sinh nó nhờ mình đi tìm hộ. Thực tập sinh hay là một nhà nghiên cứu gì đấy không nhớ rõ lắm. Gần đây thành ra kiểu nói thế nào nhỉ? Gần đây thì mình cần phải chơi tầm khoảng từ 3 đến 4 game cùng một lúc, thành ra nó không nhớ được tất cả mọi thứ ở trong game này. Úi giời ơi. Thầy, mấy cái con thêm cá kiểu này bọn nó có một cái cách xuất hiện rất là đột ngột và thành ra mình rất là hay gọi là chạm vào người nó và mất máu. Đi trên này trước. À mà ở từ trước ấy, đã có một bạn ấy nhắc cho mình cách để tiêu diệt mấy con này. Cơ mà mình quên mất rồi. Lát ra xem lại. Cua xanh à? Crab Monster cả. Không có, vẫn thẻ này. Đây, Crab Monster cả này. Tức là mấy con cua xanh kia với cơ bản nó chỉ là phiên bản nâng cấp của cái con cua đỏ thôi, tương tự như cái con rơi vàng. Ok. Khi nó rơi thẻ thì nó vẫn sẽ rơi thẻ cua đỏ. Không có gì hot. Tin, I am seen. Rất là ngon. Bạn đã nhận được Hush Code. Mực tim, tim mực gì đó. Không đi được dưới này. Cái chỗ phía trên ấy thì mình lên xong mình khỏi xuống. Vậy nên mình nghĩ mình sẽ muốn đi bên dưới này trước. Chuẩn luôn này. Hamburger. À nhầm, sandwich. Toàn nhầm. Mình không rõ là do mình nhầm hay do cái game này nó nhầm nữa. Đá không đi được. Vòng lên trên. Thêm lũ này. Oh ok. Phòng teleport. Khá là ngon. Mà cái thằng cướp biển buổi sau mình không rõ là nó kiểu bọn nó không rơi thẻ hay là do mình đen nhỉ. Đây là cái chỗ phía trên. Chỗ hồi nãy. Hình như mình vừa mới quay trở lại khu vực ở tập trước. Cái khu vực Mossy gì đó. Hình như là thế. Địa hình trông giống dã man ấy. Và chuẩn luôn. Quay trở lại khu vực ở tập trước. Ok, thì đi xuống. Xem nào, mình không nhớ là bây giờ cần phải đi đâu. Chỗ này có đá.
ở phía này không xuống được. Đây là phòng tele. Ao, lại lũ này, lũ tàng hình. Đây nữa, đó. Ao. Không đi được đây. À đây đây đây, đi được trên này. Khiếp, mắt mù. Mà khoan, để chỗ mình đi vào mà. Ok, thế bây giờ đi đâu nhỉ? Tuna. Có đường ở đây. Đây 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 đây. Ao, kiếp, nó vẫn kịp bắn mình cái. Thêm mấy con này nữa. Hòm trên này nữa. Nugget. Mình không biết mình có thể vừa bật cái này vừa đi dưới này không. Có vẻ là có. Và nó dọn đường khá là ngon. Ngon dã man. Châu thế. Chết hộ cái xem nào. Ok, cái kỹ năng vừa xong có vẻ nó không phù hợp lắm khi đánh nhau với con này. Thế thì cái này có vẻ ổn. Ổn hơn. Yep. Không, không ổn cho lắm. Mỗi cái bắn lửa là bắn được nó thôi. Còn mấy con lại thì không. Mấy cái con này bắn nó vẫn chặn như rồi. Thêm mày nữa. Đi xuống dưới này. Cái đoạn kiểu cái lần rơi này thì nó rơi khá là xa. Thành ra mãi bây giờ mình mới có cơ hội ngắm con kia. Trong khi nó rơi và nhìn nó khá là đẹp. Cái động tác ngắm của nó khi rơi thì nó tương đối hay. Nhìn khá là hay, tương đối đẹp. Deep Sea Domain. Deep Sea, không phải Deep Sea. Sea. Đọc gần giống nhà si nhìn cơ mà nghe nó kiểu nó nặng hơn một tẹo. Ok, một đường lên một đường xuống. Cái đường lên thì mình không rõ nó sẽ lên đâu. Thế sao? Cái gì cơ? Oh, xin. Mực tim. Mình hình như mình vừa đào được một cái gì đó. Một cái mermaid memory 1/6. Item à? Đây, mermaid shell. À, ok. Mermaid shell. Cái mermaid shell này thì mấy cái vỏ này đó chính là cái thứ mà ở tập trước cái thanh niên thực tập sinh kia đã nhờ mình đi tìm. Mà và mình vừa mới vô tình tìm được một cái đó ở ngay chỗ này. Yep. Ok. Một hang động. Nước độc. Ui giời ơi, kỳ quá. Thế luôn cái bậc này mới đầu mình cứ tưởng mình có thể đi xuống được. Hóa ra là không. Ok thì thôi. Mất cả đống máu. Ý mình bảo không phải đi xuống đường mà mình có thể gọi là đấy là một cái bậc thềm cho mình đứng lên. Cơ mà hóa ra là không. Xem là bật kỹ năng này. Chọn đường. Xin. Nó vô tình giết thêm cả một con tàng hình nữa. Khá là ngon. Mỗi tội hơi tốn mana. Mermaid Shell 2/6.
chưa rõ mà cái cây này để làm gì. Thêm một cái mâm bếp sao ở ngay phía bên dưới này nữa. Có phải chỗ này không nhỉ? Dắt chi là chỗ này. Thì chắc cần phải đào thêm. Hình như không phải. Alo, mình có 3/6 tới bao giờ này. Đây, đã 3 cái rồi. Ok. Đằng nào con đang thiện đường đi tìm nốt 3 cái còn lại vậy. Tìm được một nửa rồi còn gì. Như thế này nữa. Nước không đi được. Và trong đống nước đó không có cái vỏ nào hết. Tốt. Đây. 4/6. Đá. Năm trên sáu. Một cái nữa ở bên dưới. Nhầm được. Đây, ok, 6/6. Đã tìm đủ 6 cái gì đó, nhằm 6 cái vỏ ốc của tiên cá. Vỏ của tiên cá. Mình không rõ tại sao tiên cá lại có vỏ cơ mà ok. Cứ đi tìm. Bà khoan, bây giờ mình nhìn kỹ lại thì mấy cái vỏ này này. Đây là, nói thế này, ở trong mấy bộ phim hoạt hình của Disney ấy, thì cái lũ tiên cá bọn nó toàn dùng cái này để che ngực. Thay vì gọi là vỏ của tiên cá thì nên gọi là áo lót của tiên cá thì đúng hơn. Mà hết mana rồi. Đây. Úi giời, cái cột to quá. Không, con này là tôm. Golden crab. Monster cạc mới của lũ này. Đi một vòng lại quay trở về chỗ cũ. Ảo kiếp, nó vừa bắn mình. Mình chưa bao giờ biết là con này nó có thể bắn được. Xem game. Xếp ở đây tức là một cái mê cung nó đang ở rất là gần. Hy vọng là thế. Ow. Nước độc. Nope. Nhầm. Ok. Cái vùng nước độc này hiện tại không đi được. Thế thì phải đi chỗ nào? Trên kia có được. Vòng lại. Cái game này điều khiển nó kiểu hơi nhạy quá, nó không như ở bên Hollow Knight. Hollow Knight thì ra nó cũng có nhạy cơ mà nó nhạy theo kiểu chính xác hơn. Vẫn bắn chúng mình cái. Ow. Uầy, chết luôn ạ. Ok. Mình hơi khinh thường mấy cái gọi là nhỏ dung nham kia. Ok. Đường bên này không đi được. Thì đi xuống. Đây. Cũng không đi được. Ok, thì bây giờ mình chính thức bí đường rồi. Mình không. À không, thực ra vẫn có đường. Đây, bên này.
ao. Nước cũng không đi được. À, khó chịu thế nhở. Mana xin, đang cần. Lũ tàng hình. Xuống sâu phết đi chứ. Sâu dã man ấy. Chỗ này nước. Thế thì đi sang bên này một cái hang động. Cái hang động này hình như mình từng đến rồi. À không, cái này nó thông thẳng sang phía chỗ sếp ở phía bên kia. Và nó có gai. Khó chịu nhở. Giờ coi nhà mình chính thức hết đường đi rồi đấy. Không phải còn bất cứ một chỗ nào khác để đi nữa. Cay quá. Có phải hiện tại mình vẫn chưa thể vào được trong này, mình cần phải đến một chỗ khác và cái gì nó vừa nổ đấy. Phòng tele đâu nhỉ? Kìa. Tít kìa. Đi lên đây. Sang phía bên chỗ này. À khoan, hay bây giờ mình cần phải quay trở về chỗ cái thằng thực tập sinh và đưa cho nó mấy cái vỏ ốc kia. Và khi đó nó sẽ cho mình một viên Fusion Stone. Rất có thể là thế. À khoan, nó là con trai, nó đi thu thập áo tắm của lũ tiên cá. Ok, hiểu lý do rồi. Nếu là mình thì mình cũng nghiên cứu cái đấy. Cơ mà vấn đề nó ở đâu? Hy vọng là có thể tìm được nó ở cái chỗ này. Nhiệm vụ mới đây. Nó vẫn là nhiệm vụ cũ. Vẫn là cái nhiệm vụ nó bắt mình đi tìm mấy cái... đi tìm cái gì nhỉ? Dây chuyền may mắn cho nó. Ở trong chỗ này thì cái con mực tim này đã có bạn bảo rằng mình muốn lấy được nó thì mình bắt buộc là phải bắn không trượt một phát nào thì mới lấy được. Thế thì cái đấy có lẽ trong khi mình không quay mình sẽ làm, bởi vì nó khá là khó, tương đối khó. Xem nào, chỗ thằng kia ở đâu nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm thì nó ở cái chỗ này, nó ở ngay cái chỗ đường đi xuống rồi này. Thế như là thế. Uống nước cái. Biến đi. Nộp nhầm. Cái này cơ. Cho bắn luôn. Cái này lấy rồi. Đây. Ok, mày đây rồi, khổ lắm cơ. Ồ, cô đã tìm thấy những cái vỏ của kiểu vỏ tiên cá. Cô có mang đủ 6 cái không? Có. Thật là tuyệt vời.
Cuối cùng thì tôi đã có đủ dữ liệu để thử nghiệm cái gì nhỉ? Giả thuyết của mình. Checking đang kiểm tra. Đã xong, hoàn thành. Ôi trời. Cái gì đó không rõ lắm. Và những cái vỏ này đến từ một sinh vật được gọi là sea cow, bò biển. Và chỉ việc nhìn vào nó thôi thì cả 6 tấm vỏ này đều đến từ cùng một con bò, cùng một con bò biển. Dù gì thì cũng cảm ơn. Chắc hẳn là tôi đã khiến cho bạn kiểu gặp phải một vài rắc rối. Đây, tôi tìm thấy một thứ gì đó ở bên dưới kia. Oh, Lucky Amulet. Ok, vậy thằng này nó tìm cho mình chứ không phải mình cần phải đi tìm sau khi mình đã có được kỹ năng bơi dưới nước. Bây giờ mình có thể mang cái này về cho cái con kia thành tích đã mở khóa. Chu đi theo. Tương đối bất ngờ. Đây. Rocket Archer. Ow. Quên mất là cái bong bóng kia thì nó chỉ đỡ đạn cho mình thôi, chứ nó không bảo vệ mình khỏi cái việc bị bất nam, à nhầm, bị dính đam khi mà chạm vào kẻ địch. Ồ, đó là gì vậy? Bạn đã tìm thấy tấm bùa may mắn của tôi. Tôi có thể lấy nó không? Tất nhiên là có. Tấm bùa của tôi được tạo ra ở trên hòn đảo này. Và nó được làm từ một viên Fusion Stone. Với nó thì chúng ta có thể kết hợp ma thuật của chúng ta lại và cứu Harmony cùng với những người khác. Fusion Stone. Mình không hiểu là cái con Harmony kia nó có gì quan trọng hơn những đứa còn lại mà kiểu lại được nhắc đến, nhắc tên trực tiếp như vậy nhỉ. Bạn đã nhận được Refresh Dance. Thật không tin được. Refresh Dance có thể chữa lành vết thương của bạn cơ mà nó sẽ kiểu ok, cái Refresh Dance này thì nó có thể chữa lành vết thương của bạn cơ mà đồng thời nó cũng có thể đem lại sự sống cho những thứ khác nữa. Cảm ơn. Đem lại sự sống cho những thứ khác cả, ví dụ như là cái cây này chẳng hạn. Ok, nó chỉ rơi ra mỗi item cho mình thôi à? Cũng được. Cơ mà tương đối cute. Nó tên nào nhỉ? Cái nhảy hình ảnh kiểu này này thì cái con này nó mang kiểu thiên hướng ẩu. Xin. Cái con vừa sau ấy thì nó kiểu nó giả dặn bí ẩn. Cái điệu nhảy tiên tri kia thì nó dàn dàn biển, còn cái điệu nhảy phía trên này thì nó lại kiểu cute, tươi trẻ, kiểu kiểu thế, khá là hay. Mỗi đứa mang một phong cách khác nhau. Mà mình không nhớ là mấy cái cây này nó ở đâu hết. Xem là có mấy con mực tim nhỉ? Ba con, mình cần thêm một con nữa. Mình thì vẫn chưa tìm được cái bánh mì cho cái thằng này. Nếu mình nhớ không nhầm thì căn phòng của nó ở trên chỗ này này, trên chỗ cao nhất thì kìa. Nó sẽ có một cái cây đấy. Cơ mà mình không rõ nó để làm cái gì cơ mà ok. Vào trong này. Save game. Và thôi, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Đây là tập 6 của Shantae. Mình hy vọng mọi người sẽ thích tập này. Nếu thích hãy bấm like, share và subscribe. Mình rất cảm kích về việc đó và hẹn gặp lại trong các tập lần sau.